Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cả hàng em lại lên cho các bác những dòng phẩm như là những chiếc quạt mang thương hiệu Latuna, Toshiba, Salio và Mitsubishi. Đó là những cái thương hiệu mà được giới các bác chơi quạt rất là quan tâm. Các bác có nhu cầu về những dòng phẩm như lồi áp suất hàng của Pháp hoặc lồi ủ của Nhật thì cứ chủ động nhấc máy liên hệ với em nhé. Hoặc là các bác có thể là đến cửa hàng, có thể là xem cho mình hoặc là thích cho mình những cái dòng sản phẩm như quạt cây, quạt treo tường hoặc là những chiếc quạt có giá trị từ 1, 2 triệu cho đến một vài chục triệu. Các bác có thể là để các bác sưu tầm được. Giới chơi quạt thì vẫn luôn luôn mang đến cho các bác đủ các dòng phẩm. Hôm nay thì em sẽ lên các bác chi tiết về những dòng sản phẩm mà các bác có thể là quan tâm đến. Chiếc đầu tiên đó là một chiếc quạt Salio treo tường các bác nhé. Chiếc này là cánh màu xanh lá rất là đẹp. Chiếc dòng Salio này thì nó thiết kế cũng rất là độc đáo các bác nhé. Nó có thiết kế rất là độc đáo và có một cái lắm này, nên là cao thấp, chỉnh cao thấp của chiếc quạt, gật lên gật xuống các bác nhá. Cùng với lồng của nó là lồng mạ. Lồng này là lồng trước này thì lồng mạ. Đấy, cánh của nó thì là rất là lành tít. Thân đế cho đến tất cả như là số giật đó nhá. Số giật. Đấy, túp lăng. Đấy, túp lăng cáp các bác nhá. Đấy. Túp lăng cáp, số giật và có cả đồng hồ hẹn giờ luôn. Từ thân bầu rất là sáng sủa cho đến thân thủ thì vẫn còn ok, thân thủ của nó vẫn ok. Những chiếc quạt này thì các bác có thể là để treo tường hoặc là các bác để chơi. Đế của nó, đế sau của nó là đế sắt. Cổ cánh của nó là lành tít luôn các bác nhé. Với những cái dòng sản phẩm này thì giá cũng rất là bình dân thôi. Vì là thông thường những cái dòng sản phẩm treo tường thì các bác biết rồi, cho dù là những chiếc mà là lát nhất thì cũng đều có giá khoảng trên 2 triệu đồng rồi. Đấy. Đây là một trong những dòng quạt cánh 30 các bác nhé, treo tường. Hình thức của nó cũng rất là bắt mắt. Còn tất nhiên là về thời gian và năm tháng thì cũng có một vài điểm nó cũng sẽ xuống màu theo thời gian thôi. Nhưng mà nó vẫn là cái chất nguyên bản của nó. Đấy, các bác chơi treo tường đẹp thì các lưu cho em nhé. Chiếc này mã của nó là 347, có giá là 3.300.000 đồng. Đấy, bác nào mà quan tâm thì lưu cho em, giá rất là bình dân thôi. Những chiếc treo tường nhà em thì có những chiếc có giá lên đến khoảng trên 10 triệu cơ. Các bác nên nhớ như vậy, nhà em có luôn đấy nha. Đấy, các bác thích những cái dòng cao cấp thì lưu cho em. Và tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác, đây là một trong những dòng Mitsubishi các bác nhé. Chiếc này thì thiết kế rất là đặc biệt. Thứ nhất là cái độ thiết kế của nó rất là đặc biệt. Với hai nữa là của nó là cánh 30. Chóp của nó là dòng cánh hệ cánh Suzuki rất là chất lượng. Về kể cả là cái phần chóp bằng, cái dòng này là chóp bằng. Chóp của nó còn sáng quắc nhé các bác nhé. Chóp của nó rất là sáng này. Cánh kiếc lành tít này. Từ bản logo cho đến mọi chi tiết của nó, kể cả như lồng mạ thì vẫn còn ok. Tức là cái lồng mạ này lan nhất là của nó là vẫn còn rất là đều trong tóc này. Các bác nhìn nhá, còn rất là đều luôn này. Đấy, nói chung là nó rất là đều. Đấy, mà cũng không có lỗi lầm gì. Đấy. Bản chất của một chiếc quạt có một cái hình thức cũng rất là ok. Cùng với lại chân đế rồi là chức năng họ thiết kế rất là cầu kỳ và đặc biệt hơn là cái dòng này. Đây là nút nhấn lên xuống của chiếc quạt các bác nhé. Các bác muốn lên xuống, lên cao, xuống thấp thì nó ở đây đấy. Thì nó có đồng hồ cáp này và đây là đồng hồ hẹn giờ các bác nhé. Tất cả các phím số này các bác để nguyên này cũng được. Và chiếc này thì nó có bộ dây khiển, tức là cái dàn phím số này các bác có thể nhấc ra và lắp cái dây khiển vào sử dụng như bình thường. Có nghĩa là các bác có thể để đầu giường hoặc là chân giường
thì các bác chỉ việc sử dụng bằng cái khiển là ok. Đấy. Chiếc này là có cả tay quay này là thu dây các bác nhé. Thân thủ của nó thì cũng là rất là ok, gang sắt toàn bộ các bác nhé, từ cái thân bầu gang sắt này rất là ok, sáng sủa đẹp này. Đấy. Mặt dưới của nó này là mặt lốc bằng lốc nhé, đế chặn dưới bằng lốc. Đấy. Và từ thân cột cho đến nước sơn của nó là zin nguyên bản các bác nhé, nước sơn em nói luôn là zin nguyên bản luôn để các bác cũng không mất thời gian. Còn về hình thức của nó còn rất là sáng sủa, rất là sáng sủa luôn, từ thân cổ, thân bầu, gang sắt toàn bộ. Đó là những chiếc quạt mà cũng là rất là ok, và nó cũng rất được giới chơi quạt quan tâm vì cái hình thức cũng như là cái mỹ thuật và thẩm mỹ của một chiếc quạt đẹp này thì cũng được rất nhiều bác đang sưu tầm, đang sở hữu nó. Thực ra thì nó cũng không có nhiều, thế nhưng mà nó chỉ có số lượng thôi. Mã của chiếc này là 344 và có giá là 6.300.000 đồng nhé. Bác nào mà quan tâm thực sự thì em sẽ gửi ảnh chi tiết cho. Gang sắt lặng như la xoáy luôn nhé bác nhé. Gió rất là êm. Dòng này thì gió cực kỳ là êm, không phải bàn với gió nữa. Tiếp theo thì em sẽ lên tiếp những cái dòng sản phẩm như đây này, còn đây còn một chiếc tô thùng xốp này. Tô vẫn còn nguyên thùng xốp này, nhưng mà ở chiếc này thì clip này em cũng không lên. Đây em thì có ra đủ các dòng sản phẩm để cho các bác lựa chọn đấy, không phải là chỉ có một vài dòng sản phẩm đâu. Đây là một chiếc la xoáy chân đầm. La xoáy chân đầm thì được mệnh danh là dòng chơi quạt như âm thanh, nghe nhạc. Các bác có thể để trên đôn kệ. Nó cũng rất là xinh nhé. Rất là xinh luôn. Hình thức cũng không thể chê nó cái điểm gì. Từ cái chóp này các bác nhìn nhé. Chóp này sáng choang. Thực tế là mùa này thì vẫn còn rất là nóng, chứ không phải là không phải là ấy đâu. Đấy. Vì là cái thời tiết bây giờ nó thay đổi rồi, có nghĩa là gần như các bác dùng quạt quanh năm rồi. Đấy, các bác thứ nhất là các bác để chơi này, để ngắm nghía này, để mang một tính chất là sưu tầm này. Những chiếc quạt này thì nói luôn các bác là nó đều ra đời vào những năm ngoài năm 50 các bác nhé. Những chiếc quạt dây cổ ngoài này các bác này, thân tất cả là gang sắt hết các bác nhé. Gang sắt thì nó rất là chất lượng, cũng như là cái độ chơi của những bác chơi quạt chiếc này, kể cả là dây dợ của nó là vẫn còn nguyên số luôn, dây của nó vẫn còn nguyên số luôn. Đấy. Rất là ok. Gang sắt thích nhất là tất cả là nước sơn là zin hết nhé các bác nhé, vẫn zin nguyên. Còn nó chỉ có một vài cái điểm mũi đốt thôi, còn đâu là gần như là không có động hề bất kể cái gì luôn. Đấy. Có sao là nó vẫn như vậy. Đấy. Ra đời những chiếc quạt này, quan trọng nhất là độ zin để các bác về các bác chơi cho nó xứng tầm. Đấy. Chiếc này là cánh 30 các bác nhé, nó là dòng la xoáy chân đầm. Đấy. Cánh 30. Chiếc này thì có giá là 7.000.000 đồng, mã số của nó là 345, có giá 7.000.000. Đấy, các bác cứ tham khảo, nếu các bác muốn mua những chiếc mà họ đã sờ mông hay là tuốt tát lại rồi ấy, thì giá nó rẻ hơn các bác nhé. Còn những chiếc nguyên bản thì chắc chắn là cái giá của nó khác, mấy hàng không có từ là spa tuốt tát gì, nó khác hoàn toàn các bác nhé. Đấy, tiếp theo thì em sẽ lên các bác dòng la xoáy thì nhà em thì vẫn là về thường xuyên và cũng vẫn lên được cho các bác đủ được các tầm. Đấy. Đây là một chiếc này cũng sải cánh của nó là 30 các bác nhé, sải cánh là 30. Đấy, sải cánh 30 này, từ logo này, từ logo còn rất là sáng này, từ logo này, từ chóp chiếc này vẫn còn sáng này các bác nhé. Chóp của nó như này là quá đỉnh rồi, như thế là cũng đạt về tiêu chuẩn rồi. Lồng mè là nước sơn là zin hết này, cho đến là từ cái mặt phần ốp biếc này là sáng này, tất cả của nó gần như là sáng sủa luôn các bác nhé.
tất cả là còn vẫn còn rất là sáng này. Đấy, từ cái dàn phím số, thân thủ của nó là em nói luôn là thân thủ nước sơn là zin nguyên bản nhé. Rất thích là cái ở được là cái nước sơn nguyên bản. Còn kể cả cái phần lốc liếc này thì của nó cũng vẫn còn rất là sáng này, không bị bong chóc gì, nó vẫn còn ánh sáng của nó vẫn là cực kỳ luôn. Các bác có thể liếc qua một chút. Đấy. Như thế này là quá là đỉnh rồi. Đây là một chiếc la xoáy gang sắt toàn bộ, nặng như cuối la lũ các bác nhá. Để các bác có thể để chơi. Đấy. Để mình biết được đây là nó là gì, đây là cái lắm xoáy lên xuống ở chiếc quạt, để ta gọi là la xoáy. Đấy, ở dưới có những bác là chưa biết và các bác cũng chưa chơi bao giờ. Để còn hiểu sâu hơn thì là các bác thừa biết là gang sắt thì chắc chắn là giá của nó sẽ khác so với những chiếc quạt thân nhựa nhá các bác nhá. Đấy. Từ cái dây cổ này vẫn còn xanh biếc này các bác nhá, dây cổ này. Dây như này là quá đỉnh rồi, không còn nói câu gì luôn. Dây đẹp như này các bác. Đấy, dây nguồn này. Rồi thân bầu gang sắt hết. Đấy, bầu của nó là gang sắt hết. Đấy. Nước sơn là zin nguyên bản từ trước sau nguyên bản hết, kể cả là những cái điểm mũi đốt hay là thời gian em để nguyên si nhé các bác nhé. Các bác về các bác chơi nó đúng xứng tầm, vì là những chiếc quạt nó còn khá là đẹp thì các bác có thể chơi ok luôn. Đấy, như thế này là quá đỉnh rồi. Cánh 30 và cao 90. Chiếc này là mã của nó là 343 và có giá là 6.300.000 đồng nhé. Giá 6.300.000 đồng, bác nào quan tâm cũng như là các bác muốn chuyển khoản hết thì em sẽ bao ship. Còn các bác cọc thì là chắc chắn là các bác phải chịu tiền ship rồi. Trong cái về cái giới chơi quạt thì các bác nên nhớ như vậy. Còn các bác chú ý là cọc 1/3 giá trị sản phẩm nhé. Để tiếp theo thì em hôm nay có một chiếc quạt có giá bình dân này. Cái giá bình dân nhất này. Có những bác này ở cái tầm cũng không cần nhất thiết là phải chơi những chiếc quạt có giá trị, mà các bác chỉ chủ yếu là dùng những chiếc quạt Nhật để cảm nhận thôi. Thì đây là một trong dòng phẩm quạt thương hiệu Toshiba. Chiếc này cũng là cánh của nó cũng là 30 và cao khoảng 85 nhớ bác nhé. Cao 85. Cũng là lồng mạ. Lần trước này thì là lồng mạ này. Cái lồng mạ thì vẫn còn sáng bóng này các bác nhé. Cái lồng mạ như này là vẫn là đạt tiêu chuẩn này. Đấy, không có bị rôm rỉ gì. Đấy, như này là quá là ok rồi. Logo ok này. Cánh màu xanh lá rất là đẹp. Đấy. Bản chất của những chiếc quạt này thì các bác biết rồi. Nó rất là bền bỉ. Mấy là hai nữa là chiếc này thì họ thiết kế hơi độc đáo một chút. Tức là cái phần ôm chân này là bằng cao su, có nghĩa là màu xanh như này, là nó là một cái cao su luôn ôm lùng quanh để nó chống va đập không bao giờ sợ là bể vỡ thân. Đấy, người ta thiết kế cũng rất là độc đáo luôn, mà cũng rất là cầu kỳ chứ không phải là ấy đâu. Hình thức đẹp, cái hình thức của bản của một chiếc quạt này cũng rất là cầu kỳ. Chiếc này 3 số nhé. Đấy, 4 số 3 chế độ gió. Đấy, cùng với đồng hồ nút nhấn lên xuống này của chiếc quạt, thì muốn lên xuống thì các bác nhấn vào đây. Đấy. Và thân thủ thì của nó thì là cũng không có bị dập lát hay là bẻ vỡ gì các bác nhé. Tất cả của nó là còn rất là đều thân quạt từ thân bầu trở xuống cũng là rất là đều đặn luôn. Đấy, rất là đều luôn này. Đấy, rất là đều luôn kể cả bầu. Đấy, lồng sau lồng si, lồng trước lồng mạ. Đấy, và chiếc này thì giá rất là bình dân, quạt thì còn rất là ok nhé. Đấy, chiếc này mã của nó là 346 và có giá là 1.800.000 đồng. Đấy, 346 này. Tất cả là đều là những chiếc quạt đều là điện 100V nhé. Các bác có nhu cầu chuyển nguồn thì alo cộng 100K nhé. Và chiếc sơ phẩm cuối cùng trên clip ngày hôm nay thì để cho các bác thấy được là trên cửa hàng nhà em này luôn luôn mang đến cho các bác những chiếc quạt đẹp và có giá trị. Đây là một trong những siêu phẩm của dòng La Vương Miện lắp lật Meca. Nó gần như đứng ở trong một cái top đầu
Chiếc này là sải cánh của nó là 35 các bác nhé. Sải cánh 35 thì cứ nói đến 35 thì các bác phải biết rồi, cái cánh của nó, nếu mà bác mua cái cánh 35 của La Vương Miện này thì cái giá của nó cũng đã là khủng khiếp rồi, chứ chưa nói gì đến chiếc quạt. Mấy hai nữa thì nó lại được này, lồng mới này, cái lồng mạ này rất là mới này. Đấy, bản chất của những cái lồng mạ này rất là mới này, thân thủ này, ốp áp này, các bác nhìn nhé, ốp còn sáng quắc quắc luôn này. Các bác tìm ở trên thị trường những chiếc mà đẹp mới như này thì chắc chắn là cũng không có nhiều, và gần như cũng không có đấy. Mặt vân gỗ đẹp lừ luôn, các bác nhìn nhé, mặt vân gỗ của nó này, cực kỳ là đẹp luôn. Còn lắp này, lắp lật Meca các bác nhé. Từ tất cả mặt đồng hồ, số má zin đét ra luôn, chữ nghĩa của nó vẫn màu vàng đồng. Đấy, đấy là những yếu tố mà rất là quan trọng cho một chiếc quạt cánh 35 đẹp. Các bác thừa biết rồi, nếu các bác mua một chiếc cánh huyết 30 thì nó cũng có giá tầm khoảng, nếu mới thì nó ra giá khoảng dao động khoảng tầm 26 đến 27 triệu. Nhưng mà hàng mà cũ cũ thì cũng là giá khoảng 19 20 triệu. Thì nên nhớ là các bác không thể so sánh với chiếc cánh 35 này được. Cánh 35 thì muôn đời vẫn quý, vì là nó cũng là những phiên bản không ra nhiều, và gần như nó cũng rất là đặc biệt luôn. Từ cái dây dọ này, từ cái dây cổ này, cái cáp này các bác nhé, còn trắng lõn như này thì là rất là ok này, nhìn thì đã biết luôn là và quá là được ok này. Tất cả từ mọi chi tiết, thân bầu, hình thức con này thì không thể chê nó được. Đấy, nói chung là các bác bỏ ra một cái đồng tiền thực sự, nhưng mà các bác có thể đánh ngã một đến hai chiếc quạt khác có giá tầm khoảng trên 10 triệu. Đấy, trên 10 triệu thì chắc chắn là không thể so sánh với những chiếc có giá khoảng trên 20 triệu được. Vì là các bác có bán hai chiếc đi thì cũng không bao giờ lại được mới một chiếc. Đấy, vì là lý do làm sao, nó đẹp thì giá tiền nó sẽ khác hoàn toàn. Mà đẹp thì chắc chắn là ai cũng muốn sở hữu nó. Thế còn những chiếc mà có xấu thì tất nhiên là chơi thì cứ chơi thôi, chứ còn tiền nào thì của đấy thôi, chắc chắn là không thể so sánh được. Các bác nhìn từ cái dây nguồn của nó trắng tinh, dây nguồn của nó vẫn còn trắng này. Đấy, như thế này là quá là đẳng cấp rồi. Nói thật thực sự với các bác là để mà kiếm tìm ở đâu thì tìm, chứ kiếm những chiếc quạt mà đẹp như này thì gần như là không có này. Các bác nhìn từ cái thân của nó không có, gần như không có vết xước, cả thân cột này zin hết nhá, nước sơn nó zin hết đấy. Đấy, cho dù nó có hơi tí tí màu gọi là không ấy thôi, nhưng nó không có vết xước, tức là nó gần như không có vết xước luôn. Người ta giữ nó là quá đỉnh, quá đẳng cấp luôn. Đấy, mà em đã nói luôn là em bao zin luôn, các bác thấy một cái gì mà không zin thì các bác cứ alo nhá. Đấy, em cam kết luôn, các bác có thể đến tận nơi, tận mắt thấy tay sờ, ok luôn, gửi lên cho các bác, cũng cho các bác kiểm tra thoải mái luôn nhé. Đấy là những cái yếu tố mà em cam kết được. Đây là những chiếc quạt mà zin nguyên bản. Đấy, còn cửa hàng nào thì em không biết, nhưng mà em bán là em nói luôn cái sản phẩm nào, cũng như là cái giá cả, cũng như là hàng nó ra sao, thì là tiền nó như thế nào thì em cũng nói luôn, để các bác cũng không mất thời gian các bác, cũng như là không mất thời gian của những người ví dụ như chúng em cũng vậy thôi. Bây giờ nếu như mà cứ hỏi đi hỏi lại nhiều quá, mà thực ra là các bác cứ tham khảo. Đấy, tham khảo dần dần. Đấy, các bác sẽ ngấm sâu vào những dòng sản phẩm nào mình cần mua, và những dòng phẩm nào mà mình thích, mà mình muốn lựa chọn để lâu dài, thì cũng như là một cái gì đó thôi, đắt thì nó sắt ra miếng. Thế còn những chiếc mà rẻ thì chắc chắn là nó không thể theo ý mình được. Đấy, mã số của nó là 342 và có giá là 20 triệu 500 nghìn nhé. Bác nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em. Đấy, miễn chê, có nghĩa là tiền nào thì của đấy thôi. Đẹp thì chắc chắn là các bác nhìn thấy cũng đã mê rồi. Đấy, chắc chắn là không bao giờ mà lại chê nó được, vì nó quá là đỉnh rồi thì không thể chê nó được. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, bác nào mà còn quan tâm đến những cái dòng sản phẩm như quạt cây thì là cứ đến tận nơi. Cửa hàng của em có địa chỉ khu dân cư An Bài, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhé.
đến tận nơi, hoặc là các bác có thể là em sẽ gửi nhận chi tiết, hoặc các bác có thể đến nơi và kiểm tra hàng, nhận hàng trước khi nhận. Một lần nữa thì em xin hẹn các bác ở video clip sau.